Em xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Bãi Sậy. Nơi đây có cái dòng kênh nhỏ nhỏ. Ngày xưa theo em tìm hiểu thì có lẽ đây là dòng kênh Hàng Bàn. Nói là cái kênh Lò Gốm ngày nay. Thì hiện nay thì cái dòng kênh này đã được tái tạo và làm những cái bờ kè, trồng cây rất là đẹp rồi ha, rất là sáng sủa sạch sẽ. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về Chợ Lớn, và ngược lại thì chúng ta sẽ đi về kênh Lò Gốm, đường Lò Gốm ra bến Trần Văn Kiểu, bến Bình Đông. Thì hành trình hôm nay thì em sẽ dẫn các anh chị và các bạn đi một vòng đường Bãi Sậy để chúng ta có dịp nhìn lại khung cảnh của con đường năm xưa và cập nhật một số hình ảnh của ngày nay nha. Rồi chúng ta bắt đầu đi. Nơi đây thì có một cái ngôi chợ mà khu vực người dân ở đây chắc ai cũng phải đi ngôi chợ này. Đó là cái chợ Bình Tiên, một cái chợ ngày xưa thì có lẽ chợ Bình Tiên không phải nằm ở khu vực đường Phạm Bố Thứ, có lẽ sau này mới dời qua thôi. Ở đây với lại một cái chợ nữa là chợ Cây Gõ. Quẹo trái ở đây chúng ta sẽ đến chợ Cây Gõ. Còn bên tay phải đây thì là chợ Bình Tiên. Theo hành trình chúng ta thì sẽ đi trên con đường Bãi Sậy, con đường năm xưa, một con đường có rất là nhiều cái nhà cấp 4 và chúng ta thấy có một dãy, hai dãy cột điện, những hình ảnh của cây cột điện mình nhìn nó giống cái thời thập niên 70, 80 và 90. Nhưng mà những cái thập niên kia thì sẽ không có những cái nhà cao tầng, chỉ là những cái nhà cấp 4 mà thôi. Con đường này là một trong những con đường mà rất là nắng ha. Bởi vì con đường này không có nhiều hàng cây lớn. Chúng ta thấy những cái nhà rất là nhỏ. Ngày xưa thì con đường này rất là lầy lội và dơ và nhỏ nữa. Nhưng mà bây giờ thì đã sạch sẽ, sáng sủa rồi. Nhưng mà có lẽ ở đây người ta không cấp phép xây nhà hay sao á, nên những ngôi nhà ở đây không có cao lắm, cũng không có lớn lắm. Đây chúng ta đang ở ngã tư giao lộ Mai Xuân Thưởng và đường Bãi Sậy. Nếu quẹo phải thì mình sẽ đi về cái bến Trần Văn Kiểu. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Thấy nhà gác gỗ nè, nhìn là biết nhà của thời xưa rồi. Nơi đây có cái công viên nhỏ nhỏ, công viên Cao Văn Lồng.
bên đây là đường Phạm Đình Hổ, hay người ta gọi là công viên Phạm Đình Hổ nè. Sau này mới được xây dựng lại. Và đối diện công viên thì có cái building cũng rất là lớn. Mình nhìn vòng dọc đường Phạm Đình Hổ nha. Đi thẳng bên đây thì chúng ta sẽ đến chợ Bình Tiên, chợ lớn. Ủa, chợ Phạm, ô chợ Bình Tây. Em lại nói nhầm Bình Tiên, nãy giờ Bình Tiên không rồi. Sorry các anh chị và các bạn. Lại chúng ta tiếp tục theo con đường Bãi Sậy với những cái dãy nhà lụp xụp, và tương lai sẽ giải tỏa. Đây chúng ta thấy những ngôi nhà đã giải tỏa rồi nè. Này có nhà tôn nữa nè. Đây có cái cúng thất của người Hoa. Này chúng ta thấy cái chung cư này cũng rất là cũ nè, có cái chữ ở trên nè, nhưng mà không biết đây là chữ gì. Kiểu nhà của người Hoa này, một kiểu kiến trúc nhà rất là xưa. Ngày xưa thì khu vực này đa phần là cộng đồng người Hoa sinh sống, hay nó gọi là chợ lớn đó. Chúng ta đang ở trên đường Chu Văn An. Giao lộ Chu Văn An và Bãi Sậy. Bên đây thì có cái Lucky Play, cái building, cái chung cư, khu vực may mắn. Đường này thì tới gần đây cũng là cuối đường rồi nè. Chúng ta thấy cuối đường rất là yên ngắn, không có ồn ào nhộn nhịp như ngay khúc chợ Phạm Phú Thứ, cũng như bên khu vực chợ Bình Tây. Thì bên đây khúc cuối đường này mình nhìn thấy đó là những cái đa phần người ta làm sửa xe. Trên kia là cuối đường rồi, mình sẽ quành lại thôi. Chúng ta nhìn thấy những hình ảnh đó, bà con tụ tập đá gà, nên mình không có tiện đi ngang đó, không phiền đó. Người ta thấy mình quay phim lại phiền. Cuối đường là vắng nên người ta hay tụ tập vậy đó. Nơi đây thì có ngày xưa cầu Ba Cẳng nhớ khu vực này nè, nhưng mà bây giờ thì không có còn nữa. Mình sẽ đi qua con đường Phan Văn Khỏe để đi dọc bên hông chợ Kim Biên. Ngôi chợ rất là lớn ở cái khu vực này. Thấy đây là chợ Kim Biên. Rồi mình sẽ đi ra đường Vạn Tượng nhé. Đường Vạn Tượng cặp bên hông chợ. Bây giờ nắng quá. Sẵn trên đường đi
đi về từ cái chợ Bình Tây ở Bình Tiên, thì trên đường đi về đường Bãi Sậy thì em quay một số hình ảnh ở trên đường Bãi Sậy để sẵn đó gửi đến các anh chị và các bạn, biết đâu chúng ta có dịp một lần nữa lại nhìn lại cái con đường xưa của mình và cập nhật số hình ảnh của chợ lớn ngày nay, để có dịp mình đi về Sài Gòn hoặc là những bạn ở xa đến Sài Gòn thì mình có dịp nhìn lại chợ lớn như thế nào ha. Bây giờ cũng là 11 giờ, trời rất là nắng, phải nói là trời đổ lửa. Đây là phố Hải Thượng Lãn Ông, ngày xưa là Khổng Tử, con đường của rất là nhiều đồ trang trí cũng như đồ chơi theo các dịp lễ Tết. Chúng ta thấy mùa này thì họ sẽ bán nhiều. Đường này cũng giống như là chúng ta ngày xưa ở khu vực quận 6 mà chúng ta đi ra Sài Gòn chơi vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi đường như thế này ha. Theo con đường chúng ta đi trong video thì sẽ đi đến trung tâm quận nhất. Ở đây có cái chợ Vật Tư nè. Chúng ta vừa đi giống như vừa đi vô Sài Gòn chơi mà vừa ngắm cảnh phố phường vậy đó. Thay vì chúng ta sẽ đi theo con đường Võ Văn Kiệt thì chúng ta sẽ quẹo qua con đường Triệu Quang Phục để đi đến đường Nguyễn Trãi. Tại vì con đường Võ Văn Kiệt thì hiện nay đang xây dựng, sửa chữa những cái tuyến đi lên cầu, nên con đường rất là khó đi ha, mà trời rất là nắng nữa. Mình đi trong đây cho nó đỡ có xe lớn nữa. Đây con đường bán thuốc, bán dao kéo rất là nhiều. Đây là bán các loại thuốc nam, thuốc đông y. Có bán đủ các thứ. Chữ của ngày xưa mình nhìn rất là mộc mạc và chân chất. Người ta ngày xưa người ta in lên tường luôn cái chữ ở đây, có bán đủ thứ khác, đồ này nọ, cái đồ gì đó hai chấm, rồi dao kéo, thuốc, cái vật dụng gì đó họ ghi lên tường luôn. Chúng ta sẽ quẹo qua con đường Nguyễn Trãi để đi ngang cái chợ Xã Tây, một cái chợ cũng rất là đặc biệt ở cái quận 5 này. Ngôi chợ nằm trên cái đường con đường Phù Đổng Thiên Vương đó, nằm trên một cái đoạn đường đó, cuối đường Phù Đổng Thiên Vương là ngôi chợ Xã Tây. Và đến đây thì cái video của chúng ta xin được khép lại và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nhé. Một số hình ảnh ở con đường Bãi Sậy, khu vực chợ Bình Tây, ở khu vực chợ lớn, chợ Xã Tây gửi đến các anh chị và các bạn. Chúc bà con mình cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha.